Chào anh em nhá. À, chào các bác thợ nuôi ong chuyên nghiệp, anh em trong những hội ong nhá. Hôm nay shop phải giới thiệu với các bác một cái mẫu mũ nhá. Mũ bảo hộ để cho các bác nuôi ong mật, khai thác ong mật. Đây, em quay gần đây các bác xem. Đây là hình thức của chiếc mũ nhá. Nó rất là đơn giản. Cái vải trên này là cái vải vải dù nhá, vải dù bóng, kiểu như dạng ni lông ấy. Mình nói đơn giản nhất là cái vải này, cái vải nó cũng không thấm nước đâu. Cái này thì đối với con ong mật, ong khoái thì đốt xuyên cái vải này là sẽ không đốt được nhá. Không đốt được xuyên qua vải qua cái mũ này. Cái vành mũ này ấy, là bằng thép này, bằng sắt này. Xung quanh này là may lớp lưới để nó bảo vệ cho con ong không bay vào mặt mình. Bên dưới này là cái thun để bó vào cổ nhá. Đây là dưới này nó có một cái vòng bằng sắt nữa để nó tạo ra cái tính có trọng lượng. Để nó kéo cho cái mũi này nó căng xuống nhá, kéo cho mũi này nó căng xuống. Thì đối với các bác khai thác ong mật thì một số các bác mà không muốn dùng cả cái áo bảo hộ ấy, cả cái áo bảo hộ mà áo rèn ri chui đầu ấy thì nó hơi rườm rà, hơi lịch kịch. Mà mình quan trọng nhất là mình chỉ cần bảo vệ cái khoảng không gian xung quanh mặt mình và cổ mình thôi ấy, thì các bác lựa chọn cái mũ này thì nó đơn giản hơn, nó gọn gàng hơn, nó nhẹ nhàng hơn nhá. Và giá thành nó cũng rẻ hơn rất nhiều. Đây. Với chiếc mũ này thì bên shop đang bán với giá là 100.000 nhá. 100.000 đã bao gồm cả cước phí rồi. Bao gồm cả cước phí về đến nhà cho các bác rồi. Cái mũ này 100.000. Đây là và được một số lượng cửa hàng lớn. Anh em nào các bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với shop nhá. Đây là đây tôi giải thích kỹ như vậy cho các bác xem nhá. Xung quanh là lưới này. Mũ này. Bây giờ tôi đội thử cho các bác xem nhá. Đây, các bác đội này đội chui qua đầu vào cái vòng này. Khi vào trong rồi thì các bác kéo quai xuống nhá. Kéo quai xuống này. Mình nên mặc cái áo nó có cổ. Mình kéo cổ áo lên. Và đưa cái này vào cổ áo này nhá. Cổ áo này. Cần thiết thì mình bẻ cổ áo xuống. Thì nó sẽ im hơn. Nó im hơn rất nhiều thôi. Cái này tác dụng chính của nó ấy, là nó không cho ong bay vào mặt mình nhá, bay vào mặt mình, bay vào cổ mình. Thế còn cái phần bên ngoài này ấy, thì các bác sẽ đeo găng tay cao su này, mặc áo bảo hộ bình thường hàng ngày lao động của các bác thôi, thì để cho di chuyển vận lại nó đơn giản, nó dễ. Cái này thì nó thoáng mát, nó thoáng mát, nó gọn gàng, nó không có cả như là cái áo bảo hộ to nhá. Áo bảo hộ to thì nó có cả ống, có cả vạt, thì nó thùng phình hơn, nó thùng phình hơn nhá. Thế còn riêng cái hàng này thì nó đơn giản gọn gàng và tính an toàn thì vẫn đáp ứng được cho anh em nhé. Cái này là ong nó không có tạt vào mặt mình này. Đấy, không tạt vào mình, không chui vào cổ mình được. Đấy, mà mình vẫn quan sát. Lần thứ hai nữa là tay chân thì thoáng, thao tác nó dễ nhé. Và giá thành của cái này thì nó sẽ rẻ đi rất nhiều. Cái áo này, cái mũ này, mũ này là 100.000 nhé. 100.000 bao cước về đến nhà này các bác mua càng nhiều thì giá nó càng rẻ, sẽ càng được chiết khấu rẻ hơn nhé. Mũ để khai thác ong mật, cái thông báo với này, các bác giới thiệu cho các bác cái mẫu mũ mới này để cho các bác có nhu cầu cập nhật nhé. Các bác mua hàng thì liên hệ trực tiếp với này shop Ngọc Ánh nhá. Rồi xin cảm ơn anh em, chào anh em nhé, hẹn gặp lại anh em trong những cái clip giới thiệu sản phẩm sau. Xin chào.